Thấy đường gì giỏi chào là giỏi chào anh Vinh, chào mọi người. Từ đây tụi nó hèn hạ nó đánh cái page của tôi, bay cái page cho một cối rồi, nhưng mà vài bữa nữa thì tôi cũng khiếu nại lại thôi. Nhục nhã có gì đâu, tôi đâu có cái gì đâu mà nó sợ gì vậy, đâu chỉ có chửi bậy bạ chơi chứ vui thôi mà gì đâu mà ấy. Các anh chị thấy buồn cười không? Tối ngày cứ cái lá cờ của nó giống như cái tôi đang muốn nói về mấy hôm nay, muốn nói về cái vụ của em bé Thịnh á, cái thằng bé Thịnh ở bên Úc á, nó giật cái lá cờ xuống hù dọa nào là đài RFA đâu biết sao lộn, em bé nó sẽ có trục xuất con cặc. Nếu mà thằng bé nó có bị phạt là chỉ bị phạt xả rác nơi công cộng thôi chứ không có gì đó, đi mẹ nó làm như rồi muốn trục xuất. Tôi nói các anh chị thời buổi này Covid á, muốn trục xuất người ta á là phải có ra tòa rồi, khi mà ra tòa đó muốn trục xuất cái thằng bé đó phải ra tòa tối cao, thằng bé nó phạm cái gì tự nhiên cái phạm cái lỗi đồ mà gọi là đi đổ rác xả rác công cộng là đi trục xuất người ta. Còn cái lá cờ của tụi nó đó, chẳng qua không ai biết cái lá cờ đó là cái gì mà tự động tụi nó treo ở trên cái cột điện. Thứ nhất là treo trên những cái cột điện đó là bất hợp pháp, các chị rõ không? Nếu mà muốn nói về luật, tôi nói cho mà nghe, hôm nay tôi muốn nói cho nghe, độ má tụi bay có phá tao cái nick này nữa, phá tao chơi cũng không sao, nhưng tao nói rõ ràng ra chứ đừng có đi bịp những người Việt Nam đó. Thêm một cái clip nữa, một thằng bé khác, hai thằng bé khác nó cũng đi giật cái lá cờ đó, nó giúp cho nước Úc là sao không, để dẹp những cái rác đi. Thứ nhất là những nơi công cộng, tụi bay muốn dán những cái lá cờ hay bất cứ những cái gì lên á, những cái lên mấy cái cột điện đó làm á là phải xin phép, là tụi bay đã trái phép trước rồi. Còn cái lá cờ nó đéo có cái meaning gì hết á, tiếng Mỹ meaning là có cái ý nghĩa gì hết cả, rõ chưa? Chứ không phải là tụi bay đặt cái lá cờ đó quan trọng đối với tụi bay, là cái lá cờ đó quan trọng với tụi bay thôi. Đối với nó quan trọng với lại cái lá cờ ba sọc đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ đó là quan trọng đối với là người Việt Nam Cộng Hòa, đối với những thằng, những con mà nó gọi là tôn sùng cái lá cờ đó thôi. Còn những người khác giống như người nước ngoài, người Tây á, người ta đéo có quan tâm, người ta nói, người ta đâu biết cái con cặc đó là gì, người ta coi nó giống như là một cái những cái băng rôn hoặc là những cái quảng cáo. Đừng có lên đây dọa những người ta không biết. Tao điển hình nè, ở bên nước Mỹ nè, luật pháp ở Úc hoặc là luật pháp ở Mỹ nó cũng tương đương, nó có đem người Mỹ luôn, nó đem lá cờ của Mỹ nó đốt, nó xé đó, những cái cuộc biểu tình đó, anh chị nghe thấy không, nó đốt cờ Mỹ đó. Ai làm gì nó có ai bắt đâu, có ai trục xuất đâu. Thì tao mới lên đây, tao mới muốn nói rõ cho tụi bay nghe là những thằng mà gọi là sọc lồn á, gọi là sọc lồn hoặc là xạo lồn á,
lên đây giảm cái miệng xuống, giảm cái miệng lồn của chúng mày xuống, đừng có nổ, đừng có lên đây hù dọa ai cả, đừng có hù dọa. Tại sao không? Luật pháp chúng mày muốn trục xuất một người ra khỏi lãnh thổ của người ta. Thứ nhất, tụi bay phải lên cái case là có lên án, lên tòa án. Tòa án này là tòa án gì? Tòa án tối cao của bên đó. Thí dụ như bên Mỹ là phải là FBI, hoặc là lên ra tòa án nó phải lên FBI, hoặc là ra sở di trú. Nếu mà tụi nó có phạm luật gì, nhưng ta nói cho mày nghe nè, nước Úc nó nghèo bỏ mẹ, nước Úc rất là nghèo. Đâu má thằng Việt Nam nó qua bển nó đi du học một năm, nó sẽ trả từ minimum từ 60.000 đô cho đến 100.000 cho bên nước Úc. Thì mấy thằng Úc á sẽ mời, hoặc sẽ coi thằng nhỏ giống như nè, ờ con ơi, để chú bú cặt con cho, con vô tiếp tục con xé mấy cái đĩa đó đi. Từ sao không? Cái đó là xả rác thôi, rõ không? Cái đó là chỉ là xả rác. Thứ nhất là tụi bay treo lên cột điện là đã violation. Cái chuyện đó là đủ má tụi bay là trespassing rồi. Cái đó là lỗi tụi bay. Cột điện là của nhà nước, nghe rõ chưa? Cột điện là của nhà nước. Tụi bay tự nhiên tụi bay vô, tụi bay treo cái lá cờ đó lên trên cái cột điện là tụi bay phạm luật rồi. Chứ thằng bé đó, thằng bé đó, nó nếu mà nó có bị phạt là chỉ phạt đổ rác nơi công cộng thôi, chứ nó không có phạm luật lệ gì hết cả. Nghe rõ chưa mấy súc vật? Chứ đừng lên đây phỉnh những người Việt Nam. Giờ đây nếu mà các anh chị nào có là bố mẹ hay là bà con gì đứa bé Thịnh thì cứ nói yên tâm vô tư, chả có chuyện gì xảy ra hết cả. Chúng mày lên đây, chúng mày tự quyền, chúng mày đặt cái lá cờ đó là tôn quan trọng, kệ mẹ chúng mày. Từ thằng Thải Đào cho đến mấy con này con nọ, địch mẹ chúng mày là chuyện của chúng mày. Còn ở trên nước thế giới, người ta chỉ biết nếu mà nước Úc á, nó quan trọng á, nó sẽ quan trọng cái lá cờ này. Với lá cờ này nè, lá cờ này nè, lá cờ đỏ sao vàng nè, rõ không? Chứ còn mấy cái sàm lờ đó, nếu phải là nghĩa địa gì đó, mày bấm lên Google đi. Bây giờ bấm lên Google đi. Tụi bay nói là cái lá cờ đó tổ quốc thiên ly thiên ly. Kệ mẹ tụi bay. Thằng Đức cho nó hey man, I don't give a shit man, thấy không? Tiếng là tiếng của thằng Úc á, hey man, I don't give a shit man. Đó là như vậy. Có nghĩa là ê, mày biết không, tao đâu có quan tâm đâu. Coi cái đó giống như chuyện là chuyện cứt thỉa hay đó, chả quan tâm. Cái điều đó đó, tao nói mày nghe nè, nó tao thì không quan ngên, thấy không? Nhưng tao chỉ quan ngên cái lòng yêu nước của những đứa trẻ, thấy không? Đứa trẻ con Việt Nam nó ra khỏi nước Việt Nam mà nó còn biết yêu nước như thế mà cũng chỉ chúng mày. Tao không có hoan nghênh cái chuyện nó xả rác, nhưng mà tao hoan nghênh nó giật cái lá cờ của mày. Tại vì cái đó là cái rác rưởi, hiểu chưa? Còn á, những thằng á, thằng đủ má, tao nói về cái thằng à, bây giờ nó phiên là tao nói về cái chuyện là cái của cái thằng mà gọi là thằng đủ má, thằng gì bên Đức, thằng nhà báo đủ mẹ, thằng bà nhà báo thằng lồn nhà báo gì, thằng gì đủ mẹ, nó hôm qua mới lên nghe nó coi, mới lên nghe mày nói là tao nghe thú địch. Tao nói bây giờ á, tụi bay có xuyên tạc xe VinFast cỡ nào đi nữa, và cái thằng Việt kiều bên Canada với lại thằng đủ má, thằng nhà báo gì bên Đức của anh mẹ nó rồi, mẹ nó, hai bay là hai cái mõm lồn, hai mấy ngu đần quá. Một cái thương hiệu của người ta như vậy mà tụi bay nói là mua đồ Trung Quốc, mua đồ phế thải đồ gắn vô. Đậu mẹ mày, mua đồ phế thải thì chỉ mua được có một vài món thôi, chứ không có phế thải nào mà được mua được một cái triệu món như vậy đó. Ờ khoa khấm, đúng rồi, cảm ơn Dana. Thì tao nói cho mày nghe, chào lại các anh chị nha. Tôi lái xe, tôi không có đọc ấy vừa lái vậy. Thì chúng mày á, không thể nào chúng mày phải như thế này, dở cái đầu chúng mày lên. Chúng mày muốn bôi nhọ chúng mày, những cái thằng sọc lầu tụi bay á, những người muốn đánh gọi là cái thương hiệu của người Việt Nam. Đúng ra chúng ta phải gọi là sao không? Chúng ta phải hãnh diện là chúng ta có một cái thương hiệu tốt. Bây giờ ta nói cho 10.000 cái mồm lông của thằng Khoa Khấm với thằng Việt kiều Canada lên á, tụi bay muốn bôi chay cái thương hiệu xe VinFast cỡ nào đi nữa, nhưng tao nói cho chúng mày nghe nè, không có thể nào mà dễ dàng. Thằng Mỹ nó đéo có ngu. Tôi xin nói giới thiệu cho các anh chị, cái hãng xe điện tử lớn nhất ở nước Mỹ này là
hãng xe Foxconn. Hãng xe Foxconn á rất lớn. Và ông tỷ phú Foxconn đó là ông tỷ phú giàu nhất trên, gọi là cái thị trường xe hơi giàu nhất trên nước Mỹ. Mà xe hãng xe Foxconn á, người ta đó là tỷ phú của thế giới. Người ta dám xe VinFast chưa bán vô trong thị trường Mỹ. Xe VinFast, xe điện của VinFast, xe F, xe BF2, BF3 đó chưa vô thị trường Mỹ. Mà người ta, cái hãng xe điện tử lớn nhất của Mỹ á, xe Foxconn á, đã mở miệng ra chào Trịnh Lê như em trai, đã mở miệng ra offer đòi mua cái hãng xe điện tử của VinFast. Thì VinFast đang mở cái thị trường xe hơi điện tử của VinFast ở trong nước Mỹ này với tổng vốn đầu tư là 2 tỷ. Nhưng thị trường xe hơi của VinFast chưa vô trong Mỹ, chưa vô thị trường Mỹ nữa, chưa vô thị trường Mỹ nha các chị, mà hãng Foxconn đã mở miệng offer mua lại cái hãng xe điện tử của Việt Nam mình 7,5 tỷ, mà ông VinFast, mà ông Nhật Vượng không thèm bán. Ông chỉ muốn cái thương hiệu của mình tràn lan trên thế giới và tràn lan cho cả thế nước Mỹ người ta biết là Việt Nam. Nhưng cái lũ súc vật giống như thằng Khoa Khấm và cái thằng Việt Kiều Canada lên đây nói chuyện ngu lồn, đồ má, tụi bay ở nước ngoài tụi bay thường biết rồi. Tụi bay đi mua cái gì vô được nghĩa địa tụi bay mua, thì tụi bay mua chỉ được cái nghĩa địa đó, cái món nó chỉ được một vài món thôi, tao cho tụi bay mua 100 món luôn. Làm sao mà lắp ráp vô được cái cả triệu chiếc xe hơi? Chúng mày phải dùng cái đâu? Chúng mày khi mở miệng ra thì đừng để cho người ta, những người ta biết giống như tao hoặc là Trinh Lê hoặc những người khác, nó lên nó chửi trên đầu cha chúng mày. Chúng nó, người ta sẽ nói ô cái thằng Khoa Khống này sàm lồn, đủ má mày sàm lồn quá à. Đủ má mày, mày khôn hơn cái thằng tỷ phú người Mỹ hả? Khôn hơn cả cái thằng tỷ phú mà đủ má lớn nhất trên thế giới là gì? Tỷ phú của Foxconn á là cái gì? Là cái thằng đó là hãng xe hơi lớn nhất của nước Mỹ. Thì các anh chị, tôi đã nói là cái hãng xe điện tử lớn nhất của nước Mỹ là thằng Foxconn đó, mà nó đã mở miệng nó mua lại cái xe VinFast thì nó không phải là cái thằng ngu, đúng không các anh chị? Nếu mà thằng tỷ phú mà nó mở miệng nó mua lại thì các anh chị phải nên nhớ là xe của người ta biết là cái quality, cái giá trị, cái xe nó tốt cỡ nào người ta mới dám mở miệng vô. Ông này ông mới đầu tư vô, ông tính đầu tư vô 2 tỷ mà người ta đã mở miệng người ta mua lại với là 7,1 tỷ, lời gấp 3 lần mà ông không bán, gấp 3,5 lần. 2 tỷ mà bỏ vô 2 tỷ mà giờ người ta mua lại là 7,1 tỷ, là lời tới gấp 3,5 lần, đúng không? Thì bởi vậy cái lũ súc vật mày, tao nói cho mày nghe là Khoa Khấm, mày nên đủ má mày về nhà mày đi kiếm máu lồn mày uống lại cho nó khôn đi. Mày ngu Khoa ơi là Khoa, mày ngu hết cái nỗi mà mày dành cái ngu của súc vật luôn rồi, mày chừa cái ngu của mày lại để cho súc vật nó ngu ké với mày đấy. Biết người ta nói biết thì lên đây nói, còn không biết, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Hiểu chưa? Còn bây giờ cho tụi bay nói cho nghe, tụi bay bôi chay cỡ nào đi nữa, trong cái policy giống như cái thằng ở Việt Nam, cái thằng mà gì Sài Gòn hay là Google TV gì đó, mày lên đây mày chay cái xe VinFast, mày nói là xe VinFast bị hư này nọ, chỉ có một mình mày thôi, tại Việt Nam có một mình mày lên đây complain thôi. Tao không binh tại vì tao chưa chạy xe VinFast, nhưng mà tao nói cho mày nghe, nếu mà có trục trặc, cả triệu chiếc nó có trục trặc rồi, không phải là mày, có một mình mày mới lái đây thôi. Những chiếc xe người ta đã lái trước đó là chiếc xe Lexus 2 chấm đó, người ta lái đây cái này 2 năm rồi, nhưng mà mày ngu, mày lên đây mày ăn tiền của những thằng phản động, mày lên đây mày muốn tố cáo cái đó, muốn làm bêu xấu cái thương hiệu, nhưng rất dở chân.
mày kiếm những cái chuyện gì á, mày bêu xấu, thí dụ như mày nói hộp số hay gì gì gì, thì người ta không có kiếm được cái lỗi bên trong được. Tại vì cái hộp số, cái transmission đó, nó là bằng điện tử, rất là khó kiếm được. Hoặc là mày coi đó là cái máy nó nằm ở trong đó, thì người ta không có dễ kiếm được. Thì có nhớt với xăng vô đó, người ta rất là khó kiếm được cái lỗi đó, để tao giải cho mày nghe. Nhưng mày quá ngu, mày đem đi mày biểu ba cái lỗi ở ngoài, chày cái này, rồi con dứt ở dưới kia, rồi cái này cái nọ, cái đó cái bề ngoài người ta có thể khám định được. Mày ngu, rất là ngu. Bởi vậy tao nói ở trên đời đừng bao giờ nghĩ mình khôn hơn một người khác. Người ta đã là tỷ phú rồi thì cái đầu của người ta, người ta không dùng một cái đầu, người ta mướn cả bao nhiêu cái đầu về, bao nhiêu cái bộ óc về để suy nghĩ chung với người ta. Chúng mày nghĩ rõ không? Chứ không phải có một mình cái đầu ổng đâu. Ổng có bao nhiêu cái khối óc. Ổng mướn những kỹ sư ở nước ngoài, chứ không phải là kỹ sư Việt Nam, về để sáng kiến ra trong cái xe VinFast đó. Người ta lấy những cái chuyện, người ta sẽ mua những cái bằng của cái hãng này, mua được cái bằng cái hãng kia, rồi mới gắn lắp ráp, mua chính nguyên là lắp ráp vô. Còn đây chúng mày không biết gì, chúng mày nhảy lên, chúng mày đổ thừa cái này cái nọ, mấy con ốc nó tán. Thì ở bên trên đời rồi, ở các cái luật lệ rồi, mày vu khống thì người ta mời mày lên phường, ta kêu công an lên phường. Chuyện bình thường, ở bên Mỹ nó cũng vậy thôi. Chúng mày lên ăn. Chúng mày chửi nào là chửi, ôi trời ơi công an hà hiếp rồi, VinFast ỷ có tiền rồi này nó. Cái đó lỗi mày chứ không lỗi người ta. Lỗi mày. Còn nếu mà những cái lỗi mà mày nói á, cả bao nhiêu triệu chiếc xe trước người ta chạy, tại sao người ta không bị những cái lỗi đó? Trước khi mình muốn bịa chuyện, mình muốn vu khống cho người ta, là mình phải coi trước. Mình phải coi trước là cái đó, cái những cái lỗi mà mình muốn vu khống người ta, nó đã xảy ra chưa. Đâu có đi làm trên đang đi săn hoang chơi, đang đi công chuyện, thì mình nói cho cái thằng mà cái đám mà tụi bay nó rất là ngu. Khi mà chúng mày muốn lên đây á, làm nói người ta cái chuyện gì thì mình phải suy nghĩ lại. Mày muốn bôi chè, mày muốn bôi nhọ cái hãng xe VinFast cho ở nước Mỹ này. Còn á, những thằng mà Việt Kiều là bên này, mày đặt nó trời ơi xe VinFast vậy á, thôi vậy chúng ta tẩy chay. Vô tư mày tẩy chay đi các con, vô tư mày chạy chay đi. Tự nhiên VinFast á, họ đem qua đây họ bán cho thị trường Mỹ, cho người Việt, thị trường người Tây thôi, chứ nó đéo quan tâm cái những thằng những con sọc lầu giống như tụi bay. Tụi bay lên đây tụi bay nói trời ơi VinFast vậy. Tao xin lỗi, tao không phải này, không phải là nói là khinh dễ cái gì hết. Nếu mà bán ra thị trường Mỹ này, những thằng sọc lầu tụi bay giống như thằng Ngô Kỷ là 10 đời cũng đéo có tiền mà mua nữa. Nghe không? Đéo có tiền mà mua nữa, chứ đừng có xàm lồn. Lên đây mà đủ má lên đây đừng có nói ôi trời ơi xe VinFast gì là dở lắm. Nếu mà nó dở á nha, cái thằng tỷ phú nó không mở miệng nó mua lại đâu. Rõ chưa? Những thằng tỷ phú, tụi bay nên nhớ mà, tỷ phú là giống như Bill Gates vậy đó. Chào chính phạm nha, chào tất cả các anh chị. Thì đừng bao giờ mình lên trên này mình sẽ bảo là ôi trời ơi, tao nghe những thằng sọc lồn tụi bay nói tao buồn cười quá. Giống như cái thằng đụ ma thị trưởng ở dưới miền Nam Cali bữa hổm vậy đó. Ôi lá cờ ở trong trường đó đó, ký hiệu gì là sai rồi, treo cái đó rồi ngày mai tôi sẽ đề nghị xuống tháo cái lá cờ. Tháo con cạc. Mày tư cách lồn gì, mày thị trưởng là mày thị trưởng thôi. Mày đéo có thi cư cách lồn gì mà lên đây mày biểu là phải tháo cái lá cờ. Cái bộ giáo dục đó, ký hiệu của bộ lão giáo dục đó, những đứa mà em nó đi du học qua bên Mỹ này, nó chỉ biết là cờ đỏ sao vàng. Đây, cờ đỏ sao vàng. Hiểu chưa? Nó chỉ biết là lá cờ đỏ sao vàng thôi. Nó đéo biết cờ sọc lồn hay cờ lồn gì hết cả. Họ cờ ba sọc, cờ vàng ba sọc đỏ cả. Mày biểu là ô sẽ đề nghị tháo xuống gắn cờ vàng ba sọc đỏ lên. Xưa rồi Diễm, mày đéo có tư cách đó. Ủa mày hay lắm mà, cái nhà của mày cái buồn cười lắm các anh chị.
mới có 3 ngày à, 3 ngày sau cái từ cái ngày mà nó lên nó la là cái lá nó sẽ tháo cái lá cờ đỏ sao vàng ơi, có cái trường học nó xuống á, ngay bữa 3/4 á, mới có 3 ngày sau cái nhà nó bị đập. Ôi ơi, cái nhà của mày, mày là thị trưởng đó nha. Nha. Thằng gì thằng Chí? Mày là thị trưởng đó nha. Thị trưởng của Nam Cali á, đụng mà nhà của mày còn bị đập nữa. Cái tánh mạng của mày tôi chưa xong nữa mà mày đặt mày đi la nó đụng mà lá cờ. Tao thấy mày buồn cười quá. Bớt, mày giống như mấy thằng đụ má đồng tình luyến ái, mấy thằng BD á, tối ngày chỉ biết sụt cặt nè. Bớt xong lồn cho tao cái. Ở trên đời này á, ý là ý của tụi bay, nhưng mà cái quyền hạn là quyền hạn của chính phủ Mỹ, rõ chưa? Rõ không? Quyền hạn là quyền hạn của chính phủ Mỹ, chứ đéo phải là quyền hạn của sọc lồn. Thì đừng lên đây đặt cái đủ gọi là cái trách nhiệm và cái sức mạnh lên tay của mình. Nói thì dễ lắm, làm đéo được. Cái nhà của mình á, cái thằng thị trưởng Nam Cali, thằng Chí, nhà mày còn bị đập phá nữa, huống chi mà mày biểu là mày phải làm như thế này, mày làm như thế kia. Mày đừng bắt chước thằng Hoàng Duy Hùng, đủ má thằng đủ má xăm lồn, những sọc lồn của mày á, chỉ vậy nè. Biết vậy là gì không? Biết sụt cạc thôi, mà cạc cũng đéo có để sụt nữa. Nó thấy tởm chúng mày lắm, chúng mày rất là tởm. Chúng mày lên trên này, chúng mày tỏ ra, chúng mày lúc nào cũng vậy, chúng mày bảo là ôi trời ơi độ má à, chúng mày là phải như thế này, chúng mày phải như thế kia. Chúng mày đéo làm được cái gì hết á. Cầm mồm mẹ cái mồm.